Rồi, để bà xã mình bắt cho bạn xem nè. Trời ơi, mới đây nó ị nhóc cho các bạn ơi. Cái gì? To các bạn ha. Ghê. Ui đau. Trời ơi, thấy chưa, chút xíu nữa, chút xíu nữa, chút xíu nữa. Nó giòi luôn cái xíu. Cắn này các bạn, cắn này các bạn. Đó. Thấy chưa? Gần của nó bén cái lắm rồi các bạn nè. Cắn cái là bỏ gần luôn. Kiếm cái mặt mình không các bạn ơi. Rồi, vô tới lưới các bạn. Tới lưới nha. Con thứ hai. Con nãy nhỏ con thả các bạn. Thả hả? Ừ. Rồi. Để mình ốp máy mình ốp máy mình vô lưới vô chuột đặt lại các bạn. Hai, lời nói đầu tiên cho bài gắn thơ gửi đến toàn thể cây quỳ chú bác anh chị em và các bạn, một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi thăm bẫy như mọi ngày các bạn ơi. Thì hôm nay đi cùng mình thì có bà xã mình. Hello. Kinh nữ thời săn quay lốc không ạ? Dạ này bạn có quyền của các bạn ơi, không có ra clip cho các bạn xem được. mời các bạn cùng mình và bà xã đi thăm bẫy nha. Rồi chúng ta đi thôi các bạn ơi. Tới điểm bẫy mình sẽ thăm quay cho các bạn xem. Ơi, đây mình có một cái các bạn ơi. Ôi, hôm nay ồ nhẹ các bạn ơi. Trời ơi, bỏ lại. Được cứ không rồi, tí nị các bạn ơi. Thả anh, qua nào mình bắt ra cho anh bự lên bắt nha các bạn. Rồi mình ốp máy mình vô chuột đặt lại các bạn ơi. Rồi. Phía đây con cá mà. Thằng đó. Cái này là vô đóng cỏ khô các bạn. Như ôi, vô chứ không ngựa các bạn ơi. Nè. Thấy không? Nhằm cháy nè. Đó. Cái này thì chạy không ngựa chà. Đặt thấp quá, cũng chạy không ngựa. Rồi, các bạn thấy không? Ui, hùng. Chắc dưới nha. Rồi, qua đây mình bắt luôn các bạn ơi. Đồ để bên kia. Anh kêu bà xã vô bắt cho các bạn xem luôn. Không có đem cây quay, có bả đi theo, không có đem nên cho bắt nó được.
Thấy không? Trọng các bạn. Đó. Cái này có 700-800 gram các bạn. Để mình kêu bà xã vô bắt cho bạn xem. Rồi, để bà xã mình bắt cho bạn xem nè. Trời ơi, mới đây nó ị nhóc cho các bạn ơi. Để hôi gì mày? Ôi, ghê quá. Không sao, có cực có tiền. Rắn này, chỗ này cỏ rác quá, chắc mắt quá mấy bạn. Thanh xương nha các bạn. Đây là hên xui. Nào quýnh hổ gì đây? Hổ nách thơ, hổ vai đi. Quýnh hổ gì đây anh? Không quýnh hổ gì đâu quýnh. Đừng quýnh hổ mắt là được. Mình xả mình nói chuyện tầm bậy rồi bạn. Không bạn ta bắt con cá mà anh nói mất cái gì còn chứ. Không có kìa ghim đây nè. Con này nó lẹ lắm, chịch là chạy mất cái chứ. Ồ các bạn ha. Ghê à. Tao gọi thấy chua chút xíu nữa, chút xíu nữa, chút xíu nữa. Mà nó giỏi quá cái. Cắn này các bạn, cắn này các bạn. Đó. Này chưa. Gần của nó bén cái lắm rồi các bạn nè. Cắn cái là bỏ gần luôn. Kiếm cái mặt mình không các bạn ơi. Rồi, vô tới lưới các bạn. Tới lưới nha. Con thứ hai. Con nãy nhỏ quá mình thả các bạn. Thả hả? Ừ. Rồi. Để mình ốp máy mình ốp máy mình vô lưới vô chuột đặt lại các bạn ơi. Rồi, này có con cái các bạn. Này địa điểm ơi, vườn trang các bạn. Lộn, không phải bạn này nè. Em ra đó. Quất cái gì các bạn? Quất à. Chuột còn mấy người các bạn ơi. Rồi. Mình ốp máy đặt lại các bạn ơi. Rồi, tiếp này cũng còn cái nữa các bạn ơi. Bên kia đặt hai cái. Bên kia một cái nữa các bạn. Đây một cái với qua bên vườn chuối bên đặt một cái bạn. Mình xảy chứ. Rồi, thấy đóng bào đây. Đây là hả? Mà cái đóng bào con ta đậy bỏ đó mà. Mình lại mình dở lên đặt luôn. Mà thôi. Ồ có bạn ơi. Có lý à. Mình như bự bự nữa bạn nữa bạn. Ồ, trọng các bạn ơi. Đi phân đóng luôn rồi. Mình chắc vô lâu phân hơi khô rồi các bạn. Phân khô. Mở ra cho bạn xem. Cái này là trước cũng chạy ngay mà các bạn. Ừ, anh vô anh gài hôm chân. Anh không cho ai vô nữa chứ. Gài hai đầu hôm chân. Rồi ha. Trước cũng em cũng có bị lớn nè các bạn. Rồi. Anh bắt kìa, con tài một. Này trong vườn này cá mình ở ngoài phát triển xa
rớt mọi bạn ơi. Mình cạp cái vỏ đó. Rớt mà. Rồi ha. Ra đây đại ca. Chọn đường thẳng không chịu ra nữa trời. Sôi hoài. Đó. Đó, trong lỏng nó không ra. Ừ, ra đi. Đó. Ôi ôi. Rồi, thôi. Mình ốp máy mình vô chuột đặt lại các bạn ơi. Rồi, đây mình có một cái các bạn. Xong nè. Này ở cặp máy lộ các bạn. Cho bả thông. Gì? Có không? Hả? Bự không? Đâu? Trời Phật ơi. Lớn hay bự gì trời. Nhỏ lắm anh. Định. Định gạt người thật thà nữa. Em nói được không chứ em có nói bự đâu. Rồi. Anh hỏi có không em nói được. Chứ em có nói được đâu. Anh không có chơi game hả anh? Không. Nó bao ra luôn dễ nhìn thấy. Lúa quá nhiều quá. Nó đi chút lúa nãy giờ đổ hết còn. Anh hỏi cho nó chạy kìa. Mang khẩu trang cho hỏi. Đè cái hôm dưới đè cái hôm chỗ nào nó nằm hoài. Ừ. Hỏi anh. Không có cắn nó bắt lại nó không chuyên nghiệp các bạn ơi. Gắn này cũng nhỏ các bạn ơi. Bắt. Để mình bắt máy mình vô tôi lưới cái vô tôi gắn cho tôi lưới vô chuột các bạn các bạn rồi giờ điểm này mình có một cái các bạn này nè. Bên bánh nét nữa. Có gì không? Ồ có phân rồi bạn ơi. Nặng nặng, có khúc anh ơi. Ăn dữ không? Ôi có mì mì. Mì. Bạn gắn cái này. Rồi bắt ra luôn bạn. Mở bao ra luôn. Ồ, cái này cũng nhỏ các bạn. Mắt hết trơn rồi các bạn, mắt móc méo gì. Cây gì. Mắt hết trơn, xả mình là mắt hết trơn. Đầu mắt hết. Còn cái rộng đựng chuột đó. Ảnh làm cây cự cái gì mắc hết trơn các bạn. Nói ra nó còn cái rộng đựng chuột nữa. Đó là nó còn cái rộng đựng chuột nữa. Thành quả của mình bây giờ này các bạn. Vô cái lưới thôi. Anh còn ăn con chuột còn gì trong cái bụng ảnh. Chút anh nói dạ dạ. Thôi, thôi, mình ốp máy mình vô lúa vô chuột lại các bạn. Thôi, cho mình có một cái các bạn, vô thăm đi. Trời ơi. Có cất rồi hả? Nặng không?
không chậm bạn ơi. Cái này nè, đó dơ lắm. Đây là những hai con các bạn ơi, con bự con nhỏ các bạn. Hai con quá gom lên vào mình mà nó chột nó lâu vô với chị đó bạn. Hai vợ chồng. Đây một lúa nha. Hai vợ chồng. Một chú các bạn. Ôi trời thật, anh. Gì vậy? Đi vô. Đâu rồi, có cái ha nó. Hắn tiêu không? Hắn hắn. Hắn tiêu nè. Chú. Nè. Đi quá các bạn ơi, đây quá các bạn ơi. Cái gì hay quá hả? Này cỏ nó sập sập đó các bạn. Anh Trung với anh Rút chịu không nổi với anh. Không coi chú này chú đó. Chú làm không làm lại chú. Này này, anh bự anh nhỏ bạn ơi. Rồi, dở lên nè, dở tôi lưới lên nè. Bộn nha bạn ơi. Thôi để mình ấp máy mình vô lưới vô chuột đặt lại nha bạn. Rồi này mình có một cái các bạn ơi, vô vườn dừa cái này nè, quậy xuống đây nè, vô rồi xuống bộ chuối luôn hả. Đây nè, cái này nè. Bỏ tài. Tiếp đây có một cái các bạn ơi. Thì điểm này mình đi có mình nữa các bạn. Xả mình ở ngoài có chuyện xe. Cái tên này theo. Ồ, có phần các bạn ơi. Nó thấy không? Có phần nè. Thì đây nặng hơn đây. Cây nó đè nặng quá không biết. Gắn nặng không đây các bạn. Nhỏ các bạn ơi. Ủ nhỏ xíu các bạn ơi. Xúc dây chân rồi. Nhỏ xíu nữa các bạn. Đây mình bắt ra cho các bạn xem luôn. Đây mình kẹp trên hai góc giò mình nha các bạn. Hai đầu gối mình nữa. Cạp máy nè. Rồi vô cái luôn. Rồi nó nấu chuột luôn rồi. Rớt quá. Cảm ơn các bạn. Máy rớt không chụp lại. Để mình mở túi lưới ra đợi. Đợi ảnh ra là vừa. À, mình đã mở túi lưới xong nha các bạn. Cặp giò ở đây. Rồi này mình dí ảnh ra. Dỗ ảnh ra. Ra đi. Ngại ngùng với tàu láo luôn. Nhỏ mà không chịu ra hoài, ở trong hoài.
Thôi, đọc máy giờ tôi lưới luôn các bạn. To lắm. Bạn nhìn dễ to này. Mình gắn không bự không mà. Rồi, đây mình có một cái các bạn ơi. Cái này cũng là cái cuối cùng luôn nha các bạn. Cuối cùng của ngày hôm nay. Ồ, cũng hơi nặng nặng nè các bạn ơi. Gì đây? Gì trời? Trời ơi trời. Chú lục mè các bạn ơi. Bà mẹ. Chính này hoài trời nè. Thôi, em nộp máy em xử lý ra này các bạn ơi. Bỏ tay. Thôi. Mình về tới nhà các bạn ơi. Hôm nay được nhiêu đây? Không có hàng lớn không? Còn thằng nhì với thằng ba không các bạn? Chắc được 2,5 kg các bạn ơi. Thì clip mình ở đây cũng xin kết thúc nha. Các bạn vui xem thấy hay like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha các bạn. Rồi, chào các bạn nha các bạn. Xin chào tất cả mọi người nha. Rồi, áo chuột ra thấy gớm rồi, bắt dâm rồi luôn. Rồi, bye bye.